Hello, hello mọi người. Hello mọi người, nghe thầy nói rõ không ta? Chết. Hello mọi người, nghe thầy nói rõ không ta? Tắt cái này đi. Ok, mọi người nghe rõ ha. Thầy bộ nhạc tổn thương quá hả?
Rồi hello rồi mọi người say hello đi mọi người ơi. Mọi người say hello đi rồi và để thầy chào các bạn ha, những bạn nào đang xem này. Hôm nay là thầy đổi qua một cái cách livestream mới vì thầy không có mượn được iPad nữa cho nên là thầy phải live bằng giấy. Và thầy mới mua một cái cây mọi người nhìn cũng vui lắm. Rồi hello Linh Linh này, hello Minh Phương, hello Ngọc vô này. Rồi hello. Hello Mai. Thầy em vào nghe thôi. Ok em nha. Rồi hello Phương này, hello xinh gái này. Hello Hằng này, hello Phú này. Rồi mình hello nhau đi mọi người. Hello Lát Boy nào, thầy dậy muộn quá, đúng rồi. Thầy dậy 10 giờ em ha. Thầy mở nhạc tổn thương quá. Thế bây giờ muốn sao? Trễ phút trừ lương kìa. Rồi đầu tiên hết thì mọi người ơi, mọi người mở trên Drive nhiều nhìn được ha. Hello. Rồi cảm ơn Phương nha. Rồi hello Lag Boy. Rồi mấy đứa ơi, đầu tiên hết thì thầy nhờ mấy đứa này. Thứ nhất á là mọi người sẽ làm gì đây? Mọi người sẽ vô ấy cho thầy. Mọi người vô đầu tiên hết là mọi người thầy nghĩ là thầy quay ngang như vậy quay dọc mọi người thấy rõ đúng không? Thứ nhất là mọi người phản hồi cái chất lượng hình ảnh và âm thanh giúp thầy, ví dụ như là giọng thầy như thế nào, giọng nhạc nó như thế nào và hình ảnh mọi người thấy rõ không nhá. Rồi cái thứ nhất. Rồi tiếp theo nữa là mọi người ơi, bạn nào mà chưa tải đề, mọi người vô cái bio thầy các bạn tải đề nhá. Rồi cái thứ hai, vô bio tải đề ra ha. Thường thầy sẽ up đề trước 5 giờ chiều cho nên các bạn vô coi đề trước, và bạn nào mà in ra được thì các bạn in ra nhá. Rồi hello Thịnh ha. Móp vô rồi kìa, Sigio, vô rồi đây, hello, đông vui quá. Gì đây? Mất Ava là sao? Sắp đá giải, á thầy, mọi người có thể inbox chúc em. Ok, chúc cho em vô địch giải này nha, Sigio. Rồi. Cái gì mà Lazada gì nữa đây trời. Rồi, hello Trúc này, hello Cảnh này, nhanh đi bro, ghê vậy. Hello bro. Rồi, hello Minh Phương nha. Rồi. Rồi, sau khi mọi người vô xong, cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa mọi người làm gì thầy đây? Mọi người thứ nhất thẻ tim đi mọi người, thẻ tim đi nhanh lên. Thẻ tim thì tôi đề nghị các anh là các cái bạn nào mà đang đang xem live thì các bạn thẻ tim giúp tôi cái. Thứ nhất là thẻ tim đi đã, rồi làm gì làm. Cái thứ hai nữa là làm gì đây? Cái thứ hai nữa là share ra giúp thầy các bạn. Rồi, các bạn share ra ha để cho những bạn khác không có cơ hội mà đi học bình thường thì các bạn có cơ hội học chung với các bạn luôn nhá. Ok không? Vô đi thầy với mấy đứa xong mấy các bạn. Rồi hello. Một số fan cuồng của tôi hôm nay sao thấy chưa thấy xuất hiện ta? Trời ơi, một số fan cuồng của tôi đâu rồi? Thả tim đi nhanh lên, thả tim nha. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi đây là đề số 6. Bắt đầu từ hôm nay trở đi. Ổn rồi, share nha. Mình là Thịnh hả? Hello Thịnh. Để vui quá nhưng tiếc học bài he 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 thơm vở coi cũng được, vừa học vừa nghe nhá, vô được bao nhiêu vô nào các bạn ơi. Thì từ ngày hôm nay trở đi thầy nhắc các bạn luôn, bạn nào mà xem live của thầy từ đầu từ bắt đầu khi mà thầy bắt đầu live tới giờ thì các bạn sẽ biết rằng là đây là đề số 6 rồi, được chưa? Một đề thầy sửa ngắn gọn trong 2 buổi mọi người, và không có sửa bài đọc nhá, thầy sửa bài đục lỗ thôi. Hello baby xinh gái nhé, không nhớ lắm. Rồi lịch học là 3/5/7 nhá. Lịch học là 3/5/7, 10 giờ tới 11 giờ các bạn nhá. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 10 giờ tới 11 giờ một đề thầy sẽ live trong vòng 2 buổi nhá. Được chưa các bạn? Sau đó thì mọi người sẽ vui lòng làm mọi người tải đề về trước để mọi người học live stream mặc dù học là miễn phí nhưng mà là hoàn toàn hiệu quả nhé. Mọi người lưu ý. Giải đi chú ơi. Rồi, tiếp theo nữa là mọi người ơi, tiếp theo nữa. Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua những cái đề mà thầy soạn thầy và các thầy cô ở trung tâm á là soạn riêng cho các bạn luôn. Đó, soạn riêng và những cái đề này nó hơi khó một tí. Đấy, nó sẽ hơi thách thức nhiều bạn lắm nhá, nó sẽ hơi khó chứ nó không có dễ đâu mọi người. Được chưa? Cho nên là mọi người cố gắng nhá. Được chưa? Không thấy câu D hả? Rồi để dịch qua một xíu cho mọi người thấy được này. Được chưa? Rồi ok ha, rồi thầy bắt đầu giải nha mọi người ơi. Ok. Rồi bây giờ tất cả mọi người sẽ comment giúp thầy đáp án của từng câu một nhá. Vô link bio lấy đề nhé. Hiền Ngọc sẽ riêng á, thích thế nhỉ. IELTS có 3 chấm thì phải cố gắng nhiều hơn nha Lát Boy. Ok. Rồi. Được chưa? Rồi thầy nghĩ là mọi người thấy rõ đúng không? Không có gặp vấn đề gì quá nhiều vấn đề đúng không? Đấy.
Nếu cần thì thầy sẽ dịch nó qua đây xíu. Thấy nhiều nhiều đây tí này. Được chưa? Rồi, comment đi mọi người ơi. Comment đáp án thầy câu 1 đi. Nhá, let's go, let's go. Thầy quay mặt thầy có tinh thần học hả? À nè, quay cái tay được không? Rồi, đầu tiên hết mọi người ơi. Câu số 1 nào, 1A, 1D, xong rồi tùm lum có vậy. Rồi, vô nào. ABCD, let's go, let's go. Chúng ta có đầu tiên mọi người society ha. Society như vậy thì cái câu số 1 này có lẽ thầy sẽ cần một chút ánh sáng. Đây, nó sáng hơn rồi này. Sáng hơn chưa mọi người? Thầy nghĩ là sáng hơn nhiều rồi đúng không? Sáng quá. Sáng ngót cần câu luôn. Đây. Sáng chưa? Sáng hơn chưa? Society ha. Ừ, mình sẽ đọc là society. Đấy, society thì âm này là âm ơ hay gọi là âm swa nhá. Delegate là âm e này nhá. President là âm e và protection là âm e. Như vậy thì câu 1 mọi người khoan thầy câu A nhá. Được chưa? Society. Right. Ok, mọi người thấy rõ không? Thầy nghĩ là mọi người thấy rõ đúng không? Thầy nghĩ là chắc là sáng trưng luôn đấy. À. Rồi, như vậy chúng ta có society này, delegate này, ha, president và protection. Ok, nắm được các bạn. Ok chưa? Rồi, nhớ thả tim, nhớ share. Và cuối cùng là nhớ follow nha. Trời ơi, tôi thấy nhiều đứa coi. Lớp lớp 12 nhé em ơi, lớp 12 nha. Nhiều đứa nó coi mà nó không bao giờ tôi thấy nó follow tôi luôn á, tôi thiệt đó. Rồi, tiếp theo, ESCD này, câu số 2. Comment giúp thầy đáp án đi, câu số 2 các bạn ơi. Rồi, nhanh nào, câu số 2. Let's go, let's go. Câu số 2 mọi người. Rồi, câu số 2. 2C hả? Rồi, packed thì âm đuôi đọc là tờ. Được chưa? Punched là đọc là tờ. Đúng không? Pleased và finished. Thì lưu ý là câu D mình đọc là tờ đây ha. Và câu C mình đọc là đờ. Nhá, pleased. Như vậy câu 2 khoan hệ câu C nhá. Pleased, pleased. Được chưa? Như vậy chúng ta có câu 2, câu 1A và câu 2C nhá. Society, delegate, president, protection, packed, punched, pleased và finished. Rồi, có 2C giỏi quá mấy đứa ơi. Rồi, gửi thả tim và like đúng không? Rồi, đó là câu 2 ha. Nắm được chưa các bạn ơi? Dễ ha. Rồi, quá dễ luôn đúng không? Như vậy là chúng ta có câu số 2 nhá. Ok. Câu 3, 4 không thấy hả? Thấy chứ, đúng không? Thầy nghĩ là thấy mà đúng không? Rồi, câu 3, 4 là đẩy lên xíu là thấy liền gì? Đúng không? Câu 3, 4 là đẩy lên xíu. Thấy ngay tắp lửa. Mọi người thấy rõ không nào? Rồi, thứ nhất là mọi người nên 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 tải đề về á. Mọi người bạn nào mà vừa coi điện thoại vừa coi live thì các bạn nên tải sẵn đề về coi cho rõ. Sau đó các bạn nghe cái giọng thầy giảng là ok á. Nghe cái giọng thầy giảng là nó cực kỳ dễ thấy luôn. Được chưa? À, đó. Như vậy là chúng ta có câu D không thấy hả? Sao kỳ vậy? Thầy nghĩ là thấy câu D chứ đúng không? Rồi, finished. Rồi, ok, câu số 3. Mọi người comment giúp thầy câu số 3 nữa các bạn ơi. Đây, câu số 3. Vô cùng coi nào, câu số 3. Nào, câu số 3 mình sẽ gặp như sau mọi người. Nào, elegant, elegant vần số 1 ha. Elegant này ha. Authentic ha, vần số 2 này. Đấy, departure vần 2 này ha. Và inherit là vần 2 này. Như vậy khoan thầy câu A nhá. Được chưa mọi người? Rồi, như vậy chúng ta có câu số 2 ha. Rồi, elegant, authentic, departure và inherit. Rồi nắm được không? Inherit nhạc cuốn quá hả? Rồi, ok mọi người. Như vậy câu 2, câu 3 là câu A đúng không? Nhiều bạn khoan câu A này, tốt quá. Được chưa? Mọi người nhớ gì đó. Mọi người nhớ nói thầy biết là chất lượng hình ảnh nó có ổn không nha. Nếu không ổn thì thầy thay đổi để các bạn coi nó dễ hơn nhá. Và nhớ share giúp thầy luôn các bạn ơi. Rồi, cảm ơn Kim Dung đã share giúp thầy nha. Rồi, câu 4 nào mọi người. Rồi, câu 4. Câu 4 nào mọi người. Rồi, mọi người coi câu 4 thầy coi. Comment thầy câu 4 đi các bạn ơi. Câu số 4 nào, let's go, let's go. Ok mà đúng không? Rồi, hy vọng hên quá, hy vọng là ok nhá. Rồi, câu số 4 nào. Mình là Thịnh share rồi, cảm ơn Thịnh đã share cho thầy nha. Rồi, bạn nào mà share thì thương lắm nhá. Câu 4 mình đọc mọi người, ví dụ câu 2, câu bờ đi mình đọc là achieve, nhớ là vần 2 này. Achieve này. Được chưa? Teacher. Câu nào biết mình làm trước nhá. Teacher nhớ là vần 1. Đấy. Ha. Teacher nhớ là vần 1. Nhá. Tiếp theo thì có câu C là purchase nhớ là vần 1. Đây. Cái câu C là nhiều đứa không để ý là làm sai nhá. Purchase. Purchase nhớ là vần 1 nhá. Như vậy điều đó có nghĩa là brochure nhớ là vần 1. Thực ra cái câu 4E ấy, nó có thể nhớ là vần 1 lẫn vần 2 luôn.
À, đấy, brochure, được chưa? Hoặc là mình có thể là brochure, có thể là một hoặc là hai tùy. Nếu trường hợp này mình có là mình một nhá, không thể câu bờ các bạn ơi. Được chưa? Achieve, đấy. Được chưa các bạn ơi? Đấy, như vậy chúng ta có brochure, achieve, achieve, purchase và teacher. Nắm được mọi người ơi? Đấy, nắm được không? Rồi, bị lừa rồi thấy không? Có ai làm sai không? Ôi, nhiều bạn chọn câu D quá là sai rồi nhá. Ôi, nhiều bạn chọn câu D. Rồi, cảm ơn Việt Việt Hoàng đã share cho thầy này. Được chưa? Mày có ở trong đây không đăng gì vậy? Rồi, vậy đó. Rồi, nắm được các mọi người ơi? Nắm được cái chỗ này chưa? Rồi, ha. Rồi, sẽ đọc lại cái phần này một lần nữa mọi người. Lưu ý này, những cái câu này là không được sai nhá. Bạn nào mà nhắm 7 cộng, 8 cộng thì ráng là không được sai nha. Đấy, elegant, authentic, departure và inherit. Được không? Brochure, achieve, đấy, purchase và teacher. Đấy, purchase và teacher. Rồi, cảm ơn Duyên đã share giúp thầy nha. Này, đồng vui quá. Share nữa mấy đứa ơi. À, mục tiêu của bạn, mục tiêu của thầy là 100 bạn xem lận cơ. Hôm nay mới có 6 mấy bạn xem thôi nhé. Rồi, đó là câu số 4. Mọi người nắm được chưa? Tiếp tục chúng ta qua ba câu tiếp theo thì nó sẽ hơi khó này các bạn ơi. Rồi, ba câu tiếp theo nó là cái câu khó chứ nó không hề dễ đâu mọi người. À, thầy đảm bảo là nó sẽ hơi khó so với mọi người luôn đấy. À, nó sẽ hơi khó nha. Đấy. Rồi, bây giờ mọi người coi thầy nào. Tiếp tục nào mọi người. Từ lời dài đến lớp 6. Comment giúp thầy câu số 5, số 6, số 7 mọi người. Ba câu mà sửa lỗi sai nhá. Ba câu sửa lỗi sai nào. Rồi. Trong số những cái seashore plants đúng không? Trong số những cái thực vật nằm ở ven biển thì như thế nào đây? À, thực vật ven biển thì như thế nào đây? À, thì cái con seaweed này ha thì nó rất là có thể nó tolerate. Ở đây thì lưu ý là tolerate có nghĩa là chịu đựng mấy đứa. À, tolerate là chịu đựng nhá. Ừ. Nhiều cái thời kỳ, thời gian mà nó không có nước, sau đó là nhiều thời kỳ mà nó bị phủ bởi ở đâu đó mọi người. Rồi câu này thì rõ ràng sai câu D rồi mấy đứa, sai câu D ha. Để ý thầy là có chữ by này, đúng chưa? Như vậy by ở đây tức là chỗ này là bị động này mọi đứa. À, by ở đây là bị động, được chưa? À, by ở đây thì em chỉ là bị động. Cho nên là cái câu D này sửa lại thầy là covered. À, covered by, được chưa? Rồi, thấy chưa? Rồi, covered by nhá. Rồi, được bao phủ nhá. Covered ở đây thì mọi người dịch là bao phủ, được chưa? Ừ, bao phủ. Rồi, nắm được mọi người. Nắm được không? Như vậy là chúng ta sẽ có câu số 5 nhá. Rồi, câu số 5. Rồi, nắm được mọi người ơi. Rồi, share ra giúp thầy đi mọi người. Đây là đề đại học nha. Đúng rồi, Lab Boy ơi. Đây là đề đại học ha. Rồi. Rồi mọi người tiếp tục với thầy câu số 6 nào. Câu 6. Rồi. Câu 6 là kiểu câu cũng không quá khó đâu mọi người. 96 rồi là sao? Sắp 100 rồi làm gì thấy 100 đâu. Ôi, 9 mấy này? Ok, vui quá. Chết rồi, sắp 100 rồi. Chết thiệt đó chứ. Chết thiệt. Rồi, comment đi mọi người ơi. Lưu ý là mọi người có thể nói chuyện tào lao cũng được, nhưng mà nên tập trung nhiều hơn về cái đề của thầy nha. Rồi, coi tiếp thầy cái đề đây các bạn. Rồi, câu số 6 nào. Let's go. Câu số 6. Ở đây có bạn nào đang học thầy ở ngoài không ta? Có ai đang học thầy thì comment cho thầy biết coi. Gọi tên em đi, idol ơi. Câu 7 mấy đứa ơi. À, câu 6 nè. Câu 6 thì nhìn vô là mình thấy dễ rồi đúng không? Câu 6 nhìn vô là mình thấy hơi dễ rồi các bạn. Thầy cũng thấy là hơi dễ luôn á, thầy thiệt. Câu 6 thì mọi người thấy rằng là ở đây này, rainfall in the desert đúng không? Rainfall đây là chủ từ này, được chưa? Is low đây là động từ này. Như vậy thì mình sai ở câu A nhá, mình không có chọn là besides được nhá. Được chưa? Mà mọi người phải sửa lại thầy là ngoài ra thêm vào đó chẳng hạn mọi người ơi. Được chưa? À, sai nha. Lưu ý thầy là besides. Được chưa? Besides, ok. À, thì nó đi với S. Thì xin lỗi, đi với danh từ hoặc là verb in nha. À, đó là cách dùng của chữ besides. Rồi, hello Linh nha. Rồi, đó là cách dùng của chữ besides. Mọi người nhớ chưa? Rồi, ở đây thì mình nên sửa lại thành là chữ although mọi người ha. Although, mặc dù nhá. Though hoặc là although. Được chưa? À, thì đi với mật đề nhớ chưa? Cái này dễ rồi nhá. Besides, ok chưa? Rồi, ok mọi người nắm được không? Thầy đăng lại file có đáp án. Có nha Kim Jung ơi. Bây giờ mà thầy sửa như vậy thầy chỉ chụp hình lại, rồi thầy đăng lên lại cho tụi em coi lại nhé. Rồi.
Hôm nay thì thầy coi cái comment nó nằm ở cái coi trên máy tính nên thầy không thấy là như là tên các bạn ghi khác khi mà ở trên điện thoại thì phải, thầy cũng không có rõ lắm mọi người ơi. Được chưa? Thầy zoom xa tí cho em thấy hết hả? Ok em luôn nha. Rồi zoom xa lên tí này. Zoom xa lên tí là thấy hết chưa? Rồi đấy. Rồi mọi người thấy hết chưa ta? Hy vọng là mọi người thấy hết ha. Đấy. Ok ha, mọi người lên vô thẳng lấy đề nha. Thấy không? Đó. Được chưa? Rồi ok rồi ha. Rồi cảm, rồi ok mấy đứa ha. Đấy, như vậy là chúng ta có câu số được chưa? Chúng ta có câu số 6 nha. Hơi mờ hả? Mờ lem hả? Rồi, đó là câu 6. Qua tiếp thầy câu 7 nè mọi người ơi. Đẹp rồi á thầy ơi. Ok ha. Câu 7 nào. Ở câu 7 ấy, thì mấy đứa nhớ thầy là chúng ta có cái cụm từ là regardless. Mọi người nhớ này ha. Regardless of ha. Thì nó có nghĩa là bất chấp mới được. Không, bất chấp. Được chưa? Thì nhớ, mọi người nhớ là nó đi với danh từ verb in nhá. Rồi, bất chấp cái căn nhà nào, học sinh đến từ đâu, đúng không? À, thì mỗi đứa chúng nó thì đều có một cái, một người mà quan tâm tới chúng nó, mọi người. Ha, care sẽ là quan tâm thôi. Ok, ở câu này thì mọi người nhớ thầy sai ở đâu đây? Sai ở câu C nhá, sai ở câu C. Được chưa? Rồi, ok ha mọi người, students ở đây số nhiều này ha. Ở đây thì mình phải dùng một cái chủ từ thì mọi người sửa lại thành là them ha. Chứ nó không phải là dùng đại từ quan hệ ở đây nhá. Rồi, nắm được các bạn ơi. Rồi, them ha. Được chưa? Có mờ từ điện thoại đấy. Thầy đang dạy lớp 12 nha các em ơi. Thầy đang dạy lớp 12 nhá. Đây là đề lớp 12 nhá. Ok. Rồi, như vậy chúng ta có câu 5, câu 6, câu 7. Như vậy hãy nhắc lại này, câu 5 là câu D, câu 6 là câu E và câu 7 là câu C các bạn nhá. Được chưa? Thầy dạy lớp 12 nha. Rồi nhớ thẻ tim bộp bộp, nhớ follow và nhớ share ra giúp thầy để các bạn khác cũng vô học chung mình luôn mọi người. Mình đôi khi mình học là không chỉ cho mình mà nhiều bạn khác cũng có cơ hội học luôn nhá. Mạng xã hội thì livestream hoàn toàn cho mấy đứa là miễn phí luôn, được chưa? À, nó hoàn toàn là miễn phí. Vô lên bio lấy đề nha các em ơi. Trời ơi. Mọi người á, trước khi mấy đứa vô xem thầy chỉ này, mấy đứa sẽ vô lên bio mấy đứa coi nhá. À, mấy đứa vô story mấy đứa coi, sau đó mấy đứa cứ tải đề về coi sẵn, được chưa? Được thì bạn nào tải đề ra cho chúng thầy, in đề ra như vậy này, được chưa? Share cho thầy đi kìa. Rồi, qua tiếp mọi người. Qua tiếp cho thầy phần tiếp theo nha. Rồi, bắt đầu từ câu số 8 nào các bạn ơi. Rồi, chúng ta qua tiếp cho thầy câu số 8 nhá. Rồi, comment cho thầy câu số 8 mọi người ơi. Rồi, comment cho thầy câu số 8 mọi người. Rồi, coi với thầy câu số 8 nè. Rồi. Rồi chưa, câu số 8 mọi người. Hack não quá mọi người, ao nhiều quá. Không sao, à, không sao. Đề nó vẫn hơi khó. Thầy ơi, không live như mọi hôm hả? Hôm nay thầy không có iPad nha Linh ơi. Không có iPad cho nên là không có, không thể nào live giống như bình thường được, đúng không? Rồi, dịch qua đây xíu nó sẽ dễ thấy hơn này. Đấy. Tiếp theo mọi người, à, tiếp theo coi nào, câu số 8. Câu 8 mọi người comment thầy đi, câu 8 mọi người để ý là nó có cái động từ is ở đây này, đúng không? Động từ is ở đây. Cho nên và mọi người để ý rằng là có nha Phương ơi, vô lên bio trên TikTok ấy, đúng không? Nó động từ. Như vậy là mới để ý là nguyên combo mà đứng ở đầu câu này nó phải là một chủ từ để nó đi kèm với động từ này. Nhưng mà khi mình nhìn xuống đáp án mấy đứa, à, mình nhìn xuống đáp án á thì mọi người thấy rằng là đáp án này nó có kẻ ở đây, thằng frost này là danh từ này. Frost là danh từ này, được chưa? Rồi, ha. Rồi nó có cả động từ là produce nữa. Ồ, nhiều quá, đúng không? Produce này. Đấy. Thì đây là câu kiểu hơi khó mấy đứa. À, câu này câu kiểu hơi khó nha. Thì câu này mình sẽ dịch sơ qua cho sau. Cái mà nó tạo ra sương mù ha, sương muối ở trong không khí á là khi mà nhiệt độ nó rơi xuống dưới cái độ freezing là đóng băng ha mấy đứa. Ha, freezing là đóng băng. Đấy. Và ở đây nó là mệnh đề danh từ thì mọi người nhớ quan hệ câu C nhá, được chưa? Ok không? Rồi, what produces? Được chưa? Frost. À, what produces frost? Mệnh đề danh từ mọi người. Mệnh đề danh từ ha. Nó sẽ bắt đầu bằng chữ what ha, cộng với một verb. Mọi người nhớ chưa? Một verb. Nguyên thằng này là chủ từ của một cái verb đằng sau. Đấy, mọi người nhớ ha. Đấy, cái verb chính ở đây này. Đấy, à, đây là mệnh đề danh từ hơi khó tí mọi người ơi. Hơi khó, được chưa? Này, hơi khó, ok chưa? Rồi, nhiều bạn làm đúng câu C này, giỏi quá. Qua tiếp là câu 9 mọi người.
khi mấy đứa comment cho mấy đứa ơi, nhớ comment cho thầy là kể cái số câu nữa nha, ví dụ 8, 9 gì đó, à, đừng có comment mỗi cái đáp án. Comment cho thầy câu 9 mọi người. Rồi, câu số 9 á, thì mọi người thấy là nó có chữ van này, đúng không? Nó có chữ van ở đằng sau này. Thì mọi người nhớ là van này là so sánh hơn, đúng không? Như vậy mình đi tìm câu nào mà nó có so sánh hơn ở trong đấy. Cái mẹo thôi, dễ nhớ nhá. Rồi, thì mọi người nhớ thầy là cái câu câu D nhá, no sooner, the chair. Rồi, no sooner. Hardly mấy đứa, hardly nè. Hardly hay là scarcely. Đó, được chưa? Thì nó đi với when. Thì thằng này nó sẽ đồng nghĩa với lại no sooner mà đi với than, đúng không? Rồi, ngay khi cái gì xảy ra thì cái gì xảy ra. Được chưa? Hardly hành động số 1, hành động số 2, no sooner hành động số 1, hành động số 2. Đấy. Nắm được mọi người. Nó hơi mờ á thầy. Em HZ là gen á, HZ là gen á, đúng rồi, HZ. Ôi HZ vô này. Ngọc vô này, đúng không? HZ là gen. Đấy, no sooner than. Được chưa mọi người? Nhớ follow, nhớ thả tim nha. Được chưa mọi người? Như vậy chúng ta có câu số 2 ha, câu số 10, số 9 nha. Rồi. Thầy nhớ rồi à. Thầy không em vô nãy giờ hả? Ồ. Cái này chắc là lỗi thầy, bởi vì mọi người lưu ý là thầy không phải đâu, khổ bay quá. Thầy coi comment ở trên máy tính thì nó sẽ khác với comment ở trên điện thoại ấy, cho nên thầy không biết được, bình thường điện thoại nó hiện tên khác. Bây giờ máy tính nó hiện tên khác không biết. Thôi sorry. Được chưa? Rồi. Chào mọi người. Rồi câu số 10 mọi người. Câu số 10 mọi người ơi. Rồi mọi người comment cho thầy câu số 10 các bạn ơi. Câu 10 là kiểu câu hơi khó một tí nhá. Câu 10 mọi người ơi. Hay. Comment thầy câu 10 đi mọi người. Câu 10 là cái câu liên quan tới phrasal verb các bạn. À, liên quan tới phrasal verb nó sẽ hơi khó một tí nhé. À, nó sẽ hơi khó một tí. Được chưa? Phrasal verb là một cái dạng câu mà nó cực kỳ ha, cực kỳ là hơi khó chơi mọi người. Đấy, hơi khó chơi. Rồi, chúng ta sẽ có gì đây? Máy giặt đúng không? Máy giặt thì nó như thế nào đó mới được. À, máy giặt thì nó như thế nào đó. Rồi, máy giặt ở cái loại này thì chắc chắn là nó sẽ có tác dụng, đúng không? Nó sử dụng được mọi người. À, nó sử dụng được. Đấy. Đấy, thì đây là một câu siêu cực kỳ là khó luôn. Mọi người comment thầy đáp án được coi nào. À. Đấy, hơi khó nha. Đấy, tôi thấy mọi người comment đoạn đi ra top luôn. Comment à. Rồi, được chưa mọi người? Khá là nhiều bạn comment ở đây ha, câu số 10. Ai, comment đi mọi người, 10C đây là câu khó mọi người. Mấy cái câu khó này thầy sẽ dừng hơi lâu một chút, cho nên là mọi người phải chịu khó nhá. Mấy câu này nó hơi khó các bạn. Đấy, nó hơi khó nhá. Nó sẽ hơi khó một tí. Rồi. Rồi chúng ta cùng coi câu số 10 mọi người ha. Một cái máy giặt ha, kiểu này. Đấy, thì chắc chắn là nó sẽ .. như thế nào đó ha. Cái việc là sử dụng trong nhà mới được. À, cái việc sử dụng trong nhà. Được chưa? À, cái việc là sử dụng trong nhà. Ok mọi người. Rồi câu 10 thì đáp đúng chính xác là câu C mọi người ha. Get on to. Đấy, à, get on to. Ở đây thì get on to ở đây á mọi người. À, đó, có nghĩa là nó có sẵn để dùng mới được. À, có sẵn để dùng cho cái việc sử dụng ở trong nhà nhá. Lưu ý rằng là ở câu A mọi người, stand up for nó có nghĩa là ủng hộ mọi người. À, ủng hộ hoặc là bảo vệ ai đấy ha, ủng hộ hoặc là bảo vệ. Được chưa? Rồi,
come up with tức là nghĩ ra được. À, nghĩ ra hoặc là nảy ra được cái gì đó. Nắm được các bạn. Rồi, come up with nhá, nghĩ ra được hoặc là nảy ra được cái gì. Được chưa? Rồi, take down thường nó không đi với with đâu mọi người. Ví dụ thường nó đi với take down không không ấy, tức là kiểu là hạ gục đi. À, take down ha, là hạ gục. Được chưa? Đấy, a washing machine of this type will certainly à, chắc chắn là nó sẽ có lợi. Đấy, nó sẽ có lợi cho. Ok. Khó. Khó quá, hơi khó mọi người ơi. Đúng rồi, nó sẽ hơi khó, chính xác đấy nhá. Ok chưa? Nó khó thiệt chứ. Rồi, qua tiếp mọi người, câu tiếp theo đi. Câu số 11 ha. Câu số 11 mọi người. 11 lại còn khó nữa đây này. Câu 1 lại khó tiếp đây này. À, thực sự là sẽ hơi khó mọi người. Sai thì sẽ nhớ lâu hơn đúng không? Đúng rồi. À, sai nhớ lâu hơn. Đấy. Giang nó sai tiếp kìa. Câu 1 ha. Đừng có park ở đây là đậu xe. Được chưa? Đừng có đậu xe ở đây. À, trước này. Nếu không thì mình sẽ phải trả tiền phạt ha. Fine. Đấy là tiền phạt mới được. À, chứ là fine là tiền phạt. Đừng đậu xe. Nếu không là trả tiền phạt. Đúng chưa? Đó. Đừng đậu xe. Đúng rồi em nhé. À, đừng đậu xe. Nếu không thì phải trả tiền phạt ha. Câu 1 con thầy cũng đê mọi người. Được chưa? O ở đây thì mọi người nhớ là nó bằng với chữ otherwise ha. Otherwise. Đấy mình sẽ nhân dịch là nếu không thì. Đấy. Được chưa? Therefore là do đó này. Nhớ. Rồi unless là trừ phi này. Và cuối cùng because là bởi vì. Đấy. Dễ tạch á. Nói chuyện nhầy ghê. Để cho học thông đúng rồi em ơi. À, đó là câu số 11. Rồi các bạn comment cho thầy nhé. Rồi, thả tim comment follow nhé. Rồi. Rồi, câu 12 là câu hỏi đuôi ha, câu hỏi đuôi. Thì mọi người lưu ý là câu 12 ở câu hỏi đuôi này ấy, thì mới thấy rằng là chúng ta có đây là câu mệnh lệnh đúng không? Câu mệnh lệnh bắt đầu một cái động từ này. Đấy, câu mệnh lệnh bắt đầu một động từ. Thì nhớ câu mệnh lệnh bắt đầu động từ thì đuôi là will you. Rồi chưa? Khoan hỏi câu A các bạn. Đuôi nó có thể là will you nhá. Nếu mà mệnh lệnh ấy ha thì là will you hoặc có thể chia là won't you cũng được. Ừ. Thấy không? Đối với câu mệnh lệnh à, câu mệnh lệnh, câu ra lệnh đấy ha, câu cầu khiến đấy mọi người. Được chưa? Đấy. Ok mọi người, như vậy là chúng ta có câu số 12 ha. Rồi, qua tiếp thầy câu 13 nào mấy đứa ơi. Rồi, câu 13 nào. Đấy. 13 sẽ kiểu hơi khó đây. Comment tiếp mọi người, sao đến giờ không thấy ai comment ta? Ít người comment quá, chắc là hơi khó đúng không? Bạn nào mà vô coi thì thầy sẽ ngồi nào. Người ta không có nên có con đúng không? Have children là có con. Trừ phi là bọn họ nghiêm túc với cái việc là trở thành cha mẹ mà có trách nhiệm. Câu 13 là kiểu hơi khó này. Lưu ý là nó có to, nhưng mà đằng sau nó có verb in nữa mới được. Thì trong trường hợp này á, tất cả đều đi với to. To verb này. Thằng này là to verb này. Involved thì đi với in. Verb in nhá. Nhưng mà khoan thầy câu D nhá. Commit to verb in mọi người. Được chưa? Có nghĩa là cam kết à, nếu người ta cam kết trong cái việc gì đấy. Được chưa? Rồi, cố lên Thịnh ơi, em trụ hết nổi rồi. 10 rưỡi mà trụ hết nổi rồi ha. Cam kết, nhớ chưa? Committed to ha. Involved thì đi với in nhá. Promise to ha. Allow là cho phép này. Được không? Rồi, promise là hứa này nhá. Rồi, involved là liên quan hoặc là tham gia đi ha. Tham gia. Và cuối cùng là commit là cam kết. Nhớ hai chữ T nha. Commit to với ơn các bạn. Em xin nghỉ tiết này. Ráng lên, ráng lên. Ráng lên, ráng lên mấy đứa ơi. Rồi, chúng ta có câu số 13 nha. Đấy. Rồi. Rồi, câu số 14. Ôi ơi, cái gì đây trời ơi. Câu 14 khó quá nhờ. Ê, đề dễ not. Câu 14 mọi người. Câu 14 mọi người để cho thầy ở đằng sau nó có we the nè. Phải đề ở đây. Tức là nó là we would mới được. Thằng này we would cho nên là if 2. If 2 có nghĩa là if cộng với gì mọi người? Cộng với verb 2. Nhớ chưa? If 2 thì mình để if chia verb 2. Rồi, như vậy thì chúng ta coi coi. Câu A là sai hiển nhiên rồi đúng không? Câu B chữ H này là if 3 nhá. If 3 cho nên nó sai luôn. Được không? Đấy. Sau đó câu C và câu D đúng không? Thì mình coi coi là cái nghĩa như nào. Rồi. Ở đây thì câu C nó ghi là were not she là sai rồi nhá. Rồi, khoan thầy câu D mọi người. Câu D ha, nếu cô ta không có hung hăng thì chúng tôi đã hòa hợp với nhau. Câu này á, mình muốn sửa lại ở câu C là phải sửa là were she not
Được chưa? Were she not? Nếu cô ta không như vậy đó. Được chưa? Were she not? Nắm được không? She was not thì sai rồi nhá. Had she not là if bad sai nhá. Chúng ta cần điều if I. Như vậy khoan là câu D. Câu C sai bởi vì nó là won she là sai rồi. Phải có were she not. Được chưa? Rồi. Ok chưa mọi người? Rất nhiều người sai quá. Rồi. Verb là động từ em ơi. Verb là động từ nhé. Rồi. Hello cô Lương nhé. Quá tuyệt kìa. Hello cô Lương nhé. Rồi. Qua thầy câu 15 nào các bạn ơi. Qua câu 15. Hôm nay thầy chỉ giải 25 câu thôi nhá. Ngày mai thầy sẽ giải khoảng 20 câu còn lại nữa của cái đề này. Đề này là đề rất khó các bạn ơi. Đấy, đề siêu khó luôn. Nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn tiến bộ rất là nhanh. Nếu như bạn nào mà coi livestream của thầy từ đầu đến cuối. Mọi người phải chịu khó. Đấy, bạn nào mà muốn nhắm tới 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng ấy thì các bạn cố gắng làm được những cái đề của thầy thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh luôn. Được chưa? Được chưa? Rồi câu 15. Người giáo viên nói với học sinh rằng là nước muối nó sẽ đóng băng, đúng không? Nước muối sẽ đóng băng. Mọi người để ý ở đây nó có chữ thâu này. Đây là câu tường thuật, đúng chưa? Mọi người nhớ khi mình tường thuật, đúng không? Tường thuật. Tường thuật. Thì chúng ta sẽ có phải lùi thì, nhớ chưa? Tường thuật thì phải lùi thì nhá. Nước sẽ đóng băng. Như vậy ban đầu á, nó sẽ là will freeze, đúng không? Đấy. Will freeze. À, tuy nhiên á, thì mọi người lưu ý là cái câu này á, câu này mọi người lưu ý 2 giờ phải phục thù kìa. Rồi, nước muối đóng băng thì đây là một cái sự thật. Đây là một cái sự thật ha. Thì khi mà sự thật đó thì thực ra câu gốc nó người ta cũng không hẳn là người ta dùng will freeze đâu mọi người. Người ta dùng là water, đây là chủ từ số ít cho nên người ta là ghi là water freezes, salt water. Do đó khi nếu như là sự thật thì lưu ý thật là không lùi thì. Được chưa? Sự thật thì không lùi thì nhá. Do đó thì câu 15 mình khoan câu D nhá. Freezes. Được chưa mọi người? Rồi, câu 15 khoan câu D ha. Ơi, Trần Hạ, sự thật hiển nhiên không lùi thì, giỏi quá em ơi. Tốt. Ok, rất giỏi ha. Đấy, nhưng mà chúng ta có câu số 15 mọi người. Freezes. Đề này nó hơi khó đúng không? Ừ, nó hơi khó. Rồi, nhớ like thẻ tim mọi người ơi, thẻ tim và follow thầy nha. Share ra nữa cho những bạn khác học chung với mình nhá. À, như vậy chúng ta có câu 8, câu 9, câu 10, câu 11, câu 12, câu 13, câu 14, câu 15. Mình đi được gần một nửa mọi người, cố gắng lên nào. Đọc kỹ đề nhé. Đọc kỹ đề thì làm mới đúng được nhá. Rồi qua tiếp mọi người. Qua tiếp cho thầy từ câu 16 tới câu 21 nào. Rồi câu 16 tới câu 19 trước đi ha. Rồi câu 16 tới câu 19 trước nhá. Rồi chúng ta cùng coi nào các bạn ơi. Rồi cùng coi ha. Em lại bị sai rồi thầy ơi, chết thiệt đó chứ. Rồi. Rồi anh ta ở đây thì mọi người lưu ý là declare, đây là tuyên bố ha. Tuyên bố, được chưa? Rồi câu số 16 anh ta tuyên bố chống lại cái việc, đúng không? À, chống lại cái việc là xây cầu mới mọi người. Rồi comment giúp thầy cái câu số số 16 đi mọi người ơi. À, comment ngay giúp thầy câu số 16 mọi người. Đấy. Câu 16 thì nó sẽ hơi khó đấy. Câu 16 nó sẽ hơi khó một tí. Được chưa? Rồi anh ta tuyên bố như thế nào đấy ha. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi câu 16 thì mọi người quan hệ câu bờ nhá. Được chưa? Against ha. Tức là anh ta chống lại thôi ha. Chống lại. Ở đây nó có verb in này nhá. Declared against. Ok chưa? Ôi Hạ giỏi quá. Rồi bạn Hạ là bạn nào mà giỏi cái này. Declare against, đúng rồi đấy ha. Tuyên bố anh ta công khai ha, chống lại cái việc là xây một cái tàu mới, một con cầu mới, được chưa? Dẹp đi học bài tiếp. Trời ơi. Rồi đó là câu số 17, mọi người nắm được chưa? Qua tiếp thầy câu số 17 nè. Câu 16 xong rồi đúng không? Rồi bây giờ câu 17 nhá. Rồi coi câu 17 nào. Rồi ở đây thì mọi người lưu ý là nó có giới thiệu to này đúng không? Rồi. Mặc dù á là cái người sản xuất thì họ như thế nào với cái phản ứng ha, reactions là phản ứng này của khán giả ha, audience là khán giả. Thì anh ta cảm thấy là anh ta phải portray, tức là anh ta phải minh họa ra ha, anh ta phải phát họa ra phát họa ra một bức, một cái tình hình nó thật sự luôn. Một cái tình hình thật sự luôn. Như vậy là anh ta, nhưng mà anh ta vẫn có thể là anh ta rất là đồng cảm đúng không? Nhưng mà anh ta phải nói sự thật mọi người. Người ta hay bảo là sự thật mất lòng ấy. Đấy. Do đó thì cái câu số
10 10 10 10 10 17 á, mọi người khoan thầy câu D ha. Sympathetic. Được chưa? Rồi thầy chúc mừng kìa. Cảm ơn em. Hồi nãy là thông cảm hoặc là đồng cảm mấy đứa ơi, thông cảm hoặc là đồng cảm nhá, đồng cảm. Ôi ơi, được chưa? Respectful là tôn trọng này, được không? Tôn trọng. Được chưa? Respectful là tôn trọng nhá. Rồi enthusiastic là nhiệt tình hoặc là nhiệt huyết. À, và cuối cùng sarcastic là mỉa mai. Được chưa? Sarcastic là mỉa mai. Yeah, đúng rồi, có động lực coi tiếp. Yeah, vui quá. Được chưa? Ôi, những cái tính từ này là những cái tính từ mà nó cũng không có quá khó mọi người ha. Thì hy vọng là các bạn vẫn làm được cái câu này ha. Đấy. Được chưa? Đấy. Ok chưa mọi người? Rồi, đó là câu 17. Rồi, tiếp mọi người coi thầy câu 18 nào các bạn ơi. Câu 18 là một câu nó hơi khó hơn này nhá. Câu 18 là câu khó hơn này. Ai, câu 18 mọi người. Câu 18 rồi, con bé thầy câu 18. Thầy đẩy dịch bì sang phải tí đi ạ. Ok. Rồi, sang phải tí ha. Đấy. Có giúp thầy câu 18 nào mấy đứa ơi. Đấy. Câu số 18 các bạn. Đấy. Câu 18 là câu hơi khó đây ha. Câu 18 là câu hơi khó đây mọi người. Câu 18 nhìn nó ngắn ngắn gọn như vậy thôi ha, nhưng mà nó cực kỳ là nó khó khăn khó chịu ở câu số 18 này mới được. Đấy, cực kỳ khó khăn khó chịu ở câu số 18 ha. Câu số 18 nào mọi người ơi. Rồi. Hơi khó đấy nhá. Câu số 18 mọi người. Rồi. Rồi câu 18 ha. Tôi quá mệt mỏi để nghĩ. Ôi câu trước quá mọi người, quá không thể làm gì đúng không? Như vậy thì mọi người dùng thầy chữ to này đúng không? Rồi con thầy câu C ha. To. Được chưa? Thông thường đó là mình nhớ là to gì đó, to cộng với tính từ này ha, cộng với to. Ở đây mình nhấn mạnh thôi là for to thôi. Quá, quá quá, rất cực kỳ thôi mọi người. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi để có thể gọi là gì đó mọi người, nghĩ về cái vấn đề đấy, được chưa? Quá mệt mỏi. Không phải cấu trúc càng càng đâu. No no. Cái này nó không phải là cấu trúc càng càng ha. Đấy. Đấy, hơi khó đúng không? Được chưa? Rồi. Ok mọi người. Bây giờ câu 19 nó còn khó hơn nữa này. Câu 19 nó còn thực sự là một câu nó còn đỉnh cao khó hơn. Bạn nào mà coi thầy mà từ hồi đầu đến giờ thì mọi người thấy rằng cái đề này là một cái sự nâng cấp rất là đáng kể so với những cái đề trước. Đấy, nâng cấp là đáng kể luôn đó mọi người. Đấy. Nếu mà bạn nào chịu khó chăm chỉ thì các bạn thầy hy vọng là các bạn có thể làm được cái đề này ha. Đấy, hy vọng là mọi người có thể làm được cái đề này. Thực sự là nếu như mọi người phải thực sự vô cùng là chăm chỉ cơ. Đấy, thực sự vô cùng là chăm chỉ thì may ra là mọi người sẽ làm được cái đề này nhá. Được chưa? Đấy. Rồi, comment tiếp thầy cái câu cần cù bù thông minh hả? Đúng rồi. Đề này dễ với thầy. Chắc vậy là gì dễ với thầy đâu. No. Rồi, 4-3 người xem kìa thầy. Ôi, mấy đứa fan cuồng quá ha. Rồi, ở đây thì nhà Jackson nó sẽ không có đóng góp cho cái tổ chức chữ thập đỏ đúng không? Red Cross ở đây là hội chữ thập đỏ mấy đứa. Hội chữ thập đỏ. Được chưa? Rồi. Nếu như bạn không gì đó, đúng không? Nếu như bạn không gì đó. Ok mọi người. Rồi. Rồi comment cho thầy cái câu này mọi người. Mấy câu này nó khó để coi mọi người làm sao. Rồi. Đó, mọi người làm sao nhá. Để coi mọi người làm sao, vui lắm. Để coi các bạn làm cái câu này sao mọi người. Đấy. Đấy, để coi mọi người làm sao. (Cười)
Rồi, ngồi xuống đầu gối hả? Như thầy Huấn Râu rồi. Thầy giảng hay thực sự thầy ạ. Rồi, mình vô mình có thầy nào mọi người. Đầu tiên á, thì thầy giải nghĩa từng chữ đi ha. Keep your head ở đây ha. Có nghĩa là giữ bình tĩnh. Đấy, giữ được bình tĩnh. Được chưa? Giữ được bình tĩnh. Ok ha. Stand on your own feet. Tự đứng trên đôi chân của mình. Đúng rồi ha. Đứng được đôi chân của mình. Tức là ở đây ha. Có nghĩa là độc lập. Đúng không? Tự lập được hoặc là tự lập đấy, tức là kiểu tự đứng trên đôi chân mình đấy mấy đứa, dịch đúng rồi đó, các bạn dịch chuẩn rồi đấy ha. Tự đứng trên đôi chân của mình, đôi chân của mình, chưa, tự đứng trên đôi chân của mình nhá. Rồi tiếp theo thì chúng ta có là on your last legs ở đây ha, tức là sắp ngọm củ tỏi rồi ha, sắp ngọm rồi hoặc là sắp ngủm rồi đó mọi người. Đấy, tức là sắp hết kiểu như là máy móc thì nó sắp sắp hư nơi. Còn nếu mọi người mà last leg tức là họ kiểu họ sắp họ đang hấp hối ấy, đúng không? Kiểu họ đang hấp hối nếu mà là người ha. Hấp hối. Được chưa? Rồi, kiểu như là bạn đang sắp hấp hối tới nơi rồi ấy nhá. Rồi go down your knees ha. Đơn giản là mọi người gì đấy? Các bạn phải quy lụy ha, quy lụy. Tức là các bạn kiểu phải van nài ấy ha. Van này được chưa, go down on your knees ha, quy lợi van này đồ này kia mọi người, được chưa? Đấy, như vậy là trừ phi là bạn quy quy lợi van này thì họ sẽ tiếp tục, họ sẽ đóng góp cho cái tổ chức này đúng không? Đấy, như vậy là phù hợp với câu 19 là câu A nhá. Live thầy luôn, được chưa? Nhá mọi người. On your last legs là sắp chết đấy ha, thì câu này nó không phù hợp lắm lắm với cái câu số 19 nha mọi người. Đấy. Như vậy là thầy dở lại cho mọi người coi là chúng ta có câu 19 là một câu hơi khó này. Đúng chưa? Hồi nãy chúng ta có một cái phrasal verb nó cũng khá là khó luôn. Nó khá là khó luôn. Chưa mọi người? Đấy. Rồi các bạn để ý ha. Rồi. Rồi để ý kỹ mọi người. Rồi chưa? Quỳ lại. Đúng rồi, go knees đầu gối đúng rồi em. Nếu mà mình go down on your knees, tức là các bạn quỳ xuống ấy, tức là các bạn phải chịu khó, các bạn thành khẩn. Các bạn phải ấy người ta thì người ta mới đóng góp vô vậy thôi nhá. Nè cha. Rồi. Ok mọi người. Rồi, tiếp theo câu câu số 20 mọi người ơi, câu số 20. Rồi, đề lừa lắm sợ kìa. Tôi tin rằng là siêu thị thì nó như nào đây? Nó tốt hơn rất là nhiều so với chợ truyền thống. Rồi Catherine nói gì đây? Mỗi cái thì nó có gì mọi người? Mỗi cái thì nó có cái đặc điểm riêng của nó, đúng không? Mỗi cái thì nó có đặc điểm riêng của nó. Được chưa? Như vậy thì ở đây bạn này bạn bảo là thằng này hơn thằng này nhiều, đúng không? Nhưng bạn này bảo là mỗi cái có đặc điểm riêng của nó. Do đó thì bạn bạn Catherine thì bạn không hoàn toàn đồng ý đâu nhá. Bạn không hoàn toàn đồng ý. Do đó bạn là câu C ha, tôi không đồng ý. Ha, tôi không đồng ý mọi người nhắn được không? Tôi không đồng ý. Lưu ý là câu A, I can agree with you more, là tôi đồng ý nhá, tôi đồng ý. Được chưa? Tôi đồng ý. Đấy. That's completely true, đúng rồi ha. Đó, đúng rồi. Rồi, và câu D, I can help, tôi không thể ha. Tôi không thể không ha. Nghĩ giống bạn được ha. Tôi không thể không nghĩ giống bạn. Tức là tôi giống bạn đấy ha. Đấy. Nắm được không? Chợ có mấy bà khen mình đẹp trai để mua đồ, hai đứa gì vậy trời. Đó là câu 20 nhé. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Tiếp theo mọi người, Anne ha và Matthew đang nói với nhau về cái tác động của cái việc nóng lên toàn cầu ha, global warming là cái việc nóng lên toàn cầu ha, nóng lên toàn cầu. Rồi chưa? Đấy. Rồi mọi người có thấy cái câu này con nào? Rồi nó sẽ hơi khó đây mọi người. Coi coi. Đấy. Câu này mà nhìn vậy chứ nó là một câu không hề dễ tí nào các bạn. Đấy. Rồi, comment giúp thầy cái câu số 21 nào mấy đứa ơi. Rồi, comment giúp cho thầy câu số 21 nào mọi người. Rồi. Rồi chưa? Rồi, câu 21 nào mọi người.
Rồi, bạn An nói đây. Bạn An nói rằng là cái việc global warming đúng không? Cái global warming. Đấy. Có thể đeo không thể sai được. Nóng lên toàn cầu thì nó có khiến cho bạn lo lắng hay không? Đúng không? Được chưa? Cái việc nó toàn cầu bắt đầu xem ha, thật là tiếc. Đấy, thật là tiếc. Thật tiếc thật. Nó càng ngày càng nóng hơn rồi, đúng chưa? Tôi không thích thời tiết nóng lắm ở câu D ha. Và câu C ha, tôi không thể không. Đấy, tôi không thể. Không nghĩ về nó. Đấy, tôi không thể không nghĩ về nó. Đấy, được chưa? Ok ha. Như vậy đáp án chuẩn là câu C mọi người ha. I can't bear to think about it. Câu này có tên em không thể sai được hả? Ok, chuẩn. Đấy, I can't bear to think about it. Ôi ôi, với cái đề này mà làm xong là cũng trật trầy trật luôn đúng không mọi người? Ai khá là trầy trật luôn, được chưa? Rồi đó là câu 21 nhá. Trầy trật. Ok. Rồi nhớ thả tim nhớ follow thầy nha mọi người ơi. Rồi đó là câu số 20 21 được chưa? Chúng ta sẽ qua tiếp cho thầy tới tới hết câu số 25 nhé. Như vậy là mình còn câu 22, 23. Đúng không? 22, 23 mọi người. Đấy, câu 24 và câu 25. Đây. Cái này là phải để cho mọi người ngồi suy nghĩ đây, đúng không? Đó là mọi người làm cùng nhau thì mọi người mới mới mau phát triển được, đúng không mọi người? Các bạn mới mau hiểu bài được nhá. Rồi, comment giúp cho thầy cái câu số 22 nè các bạn ơi. Rồi, comment giúp cho thầy cái câu số 22 nào. Rồi, ok ha. Rồi, ở đây thì Edward trông có vẻ như là một con chó mà có hai cái đuôi, đúng chưa? Như thể là có chó có hai đuôi đấy. Ok mọi người, tức là kiểu như là chó mà đang vẫy đuôi mọi người, như vậy khả năng cao á thằng này nó khá là vui đúng không? Bà Hà comment là quay xe nha mọi người. Rồi được chưa mọi người? Rồi ha, như vậy thì khá là vui mọi người, được chưa? Rồi có 22 chọn từ đồng nghĩa đúng không, chọn hỏi câu D mọi người ha, please ha, rất vui nhớ nha, rất vui ở đây ha, cái thằng ngữ này có nghĩa là rất vui mọi người ha, cực kỳ là vui luôn. Rồi, proud ha, là tự hào nhá. Được chưa? Nắm được mọi người. Proud. Một đuôi thì vui, hai đuôi là đuôi nhân hai, hay quá. Được chưa? Hai đuôi là đuôi nhân hai hả? Hai vậy trời. Rồi ha mọi người. Được chưa? Rồi, câu bờ exhausted là mệt, đuối ha, đuối. Đó là mệt, rất mệt mọi người. Được chưa? Đuối hoặc là rất mệt. Nhá, đuối hoặc là rất mệt. Và đây sở đây nghĩa là choáng, choáng kiểu như mình bị quắn vô đầu mọi người, kiểu bị quắn vô đầu mọi người thì bị choáng thôi, được chưa? Bị quắn vô đầu, được chưa? Thì bị choáng nhá. Ok mọi người, đó là câu số 22 ha. Qua tiếp thầy câu 23 các bạn. Shyness ha, là cái sự này ha, cái sự nhút nhát đúng không? Thì nó là một cái hình thức của sợ hãi xã hội các bạn, social anxiety ha, sợ hãi xã hội, tức là không muốn gần người ta đúng không? Thì nó xảy ra khi một cái sự khi người ta ha, cái cách ấy của người ta thì nó quá lớn tới nỗi mà ha, nó sẽ inhibit cái khả năng anh ta đưa ra một cái câu trả lời, được chưa? Đưa ra câu trả lời. Như vậy nó mà nhút nhát mọi người ha, khi mà mình nhút nhát á thì thường á là cái việc mình nhút nhát nó sẽ ngăn cản đúng không? Nó sẽ ngăn cản cái việc là mình đưa ra cái phản ứng tương tương tự tương đương. Tương tự hoặc là tương đương. Chúng ta sẽ có câu C, restrain là giới hạn này. Giới hạn này. Được chưa? Trigger là gây ra này. Hoặc là kích thích này. Kích thích cái gì đó nó hoạt động này. Discharge là thải ra này. Và cuối cùng là deter là ngăn cản mọi người. Được không? Như vậy đồng nghĩa với câu 23 là câu D các bạn ha, defer. Được chưa?
Rồi chưa mọi người? À, đấy. Ok mọi người. Được chưa? Rồi. Lên cái link của thầy, lên lên bio thầy mà lấy đề các bạn nhé. Rồi, lên 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 bio của thầy lấy đề các bạn ơi. Được chưa? Rồi, lên lên bio của thầy lấy đề nhá. Rồi. Rồi, qua tiếp thầy câu 24 các bạn. Rồi, có thể có từ. Và câu 25 người ta bảo là chọn từ trái nghĩa ha. Được chưa? Chọn từ trái nghĩa. Thứ lưu ý là trong đề đại học các bạn ơi, trong đề đại học thì trong cái câu trái nghĩa nó sẽ có một cái câu đồng nghĩa nhé. À, thật xin lỗi, trong cái câu trái nghĩa nó sẽ có một cái thành ngữ ấy. À, nó sẽ có một cái thành ngữ nhá. Rồi. Ok chưa? Ở đây thì mình sẽ có cái thành ngữ là pack a punch mọi người. Rồi, cái thành ngữ này thì mọi người lưu ý, thành ngữ này nó có nghĩa là có tác động lớn lên ha, có tác động lớn. Được chưa? Lên ai đó. À, có tác động lớn lên ai đó ha. Đấy, nó hơi khó ở tí nha, có tác động lớn lên. Ngày nay á, thì khá là dễ để mình mua một cái tivi đúng chưa? Và thực sự là cái tivi ấy nó có tác động lớn lên ha. À, cái việc cuộc sống của mình nó có cái các cái hiển thị nó là ok. Được chưa? Như vậy trái nghĩa với có tác động lớn là có tác động nhỏ đúng không? Như vậy mọi người khoan thầy cũng e đây ha, have little effect on, được chưa? Có tác động nhỏ lên ai đó nhá, to have little effect on đấy ha, have little effect on nhá, hơi khó các bạn ơi. Đấy, pack a punch. Lưu ý là mọi người nhớ thấy cái cấu trúc mà mọi người sẽ hay gặp là have, được chưa? Hoặc là an, được chưa? Effect này, à, hoặc là impact này, thấy không? Hoặc là influence này, on, được chưa? Có ảnh hưởng lên, có ảnh hưởng lên ai đó nhá. Được chưa mọi người? Có ảnh hưởng lên ai đó, được chưa? Rồi cuối cùng chúng ta sẽ có câu 25 mọi người ơi, câu 25. Rồi coi nào. Rồi. Cái điều mà ngăn cản phụ nữ đúng không? Có thể tiến tới các cấp bậc nhiều hơn ở trong cái phòng quản trị, được chưa? Như là bosses, làm sếp đúng không, hay làm sợ sao đầu người, đó là họ thiếu ha, lack ở đây là thiếu mấy đứa, thiếu cái trải nghiệm mà nó hands on. Ở đây chúng ta có từ là hands on mấy đứa, hands on đấy, trải nghiệm hands on mọi người. Hand là tay đúng không, tay mình chạm vào cái đó, thì đây là cái trải nghiệm mang tính chất là thực tế mấy đứa. Thì nó đồng nghĩa với chữ là practical, được chưa? Trải nghiệm thực tế hoặc là thực tiễn đi. Như vậy trái nghĩa với nó sẽ là câu câu bờ ha, impractical, không thực tiễn. Rồi nắm được mọi người ơi ha, impractical, không thực tiễn, được chưa? Impractical, không thực tiễn nhá. Rồi insignificant là không đáng kể, được chưa? Insignificant là không đáng kể ha, unavailable là không có sẵn nhá, không có sẵn, với cùng untested là không kiểm tra thôi, được chưa? Rồi ok mọi người chưa? Đấy, đấy, như vậy là chúng ta xong câu 25 nha. 22, 3, 24 và 25. Ok chưa các bạn? Sai rồi, hôm nay có vẻ như là bạn nào mà xem livestream của thầy mà từ đầu đến giờ thì có vẻ như là gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Thầy nghĩ là không phải nhiều đâu mà là rất nhiều khó khăn trong cái đề luôn. Đây là một cái đề nâng cấp lên rất nhiều so với những cái đề bữa trước thầy sửa. Và những bạn nào mà coi live của thầy thì các bạn cố gắng, mục tiêu của các bạn sẽ là 7 cộng, 8 cộng, thậm chí là 9 cộng. Thì các bạn sẽ cố gắng là quen với những cái dạng đề này nhá. Được chưa? Rồi, các bạn cố gắng quen những dạng đề này ha. Như vậy là chúng ta sẽ có 25 câu đầu tiên của cái đề số 6. Trong cái khó nó ló cái khó khăn. Ôi, không được chê cái đề nha, là không được là không được chê đề nha. Cái em cần là đề của thầy, các bạn vô bio là các bạn lấy đề nhá. Ơi. Sang thầy Lộc là vừa hả? Rồi, nhờ các bạn thả tim follow giúp thầy nha và share ra giúp thầy nè các bạn ơi. Rồi như vậy là chúng ta đã xong được 25 câu đầu tiên mọi người. Ôi ơi, 25 câu đầu tiên trong cái đề số 6. Trong ngày hôm sau thầy sẽ đi tiếp tục 20 câu còn lại nhá. Đối với từng cái đề này thì mọi người lưu ý rằng là thầy sẽ không sửa hai cái bài đọc, tức là bài đọc ngắn đọc dài, mà thầy sẽ sửa tất cả những câu còn lại thôi. Thì nó sẽ bao gồm khoảng gần 40 câu. Được các bạn. Nó sẽ gần 40 câu nhá.
Thì hôm nay thầy sửa 25 câu, bữa sau thầy sửa tiếp 15 câu còn lại. Vì hôm sau nó dài lắm, đề hôm sau nó còn rất dài. Nó bao gồm chúng ta còn từ câu 26, 27, 28 ở đây, 29, 30, được chưa? Thêm cái bài đục lỗ này. Mọi người để ý bài đục lỗ này ha. Sau đó là hai bài đọc, và cuối cùng là cái phần chọn câu đồng nghĩa sang nghĩa, được chưa các bạn? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ còn tới 10 câu, ha, hơn 10 câu còn lại nữa cho cái bữa sau. Hôm nay thầy Ken đâu không thấy ta. Rồi nếu được thì mấy đứa nên in đề ra như vậy giúp thầy nè mọi người, được chưa? In đề ra và giúp thầy nhá, nó vừa chữ to mà nó vừa dễ cho cái việc là mình ngồi mình làm nữa các bạn, được chưa các bạn? Nắm được không? Đáp án bài đọc thì các bạn sẽ cố gắng là bài đọc á, các bạn cố gắng là làm bài đọc nha. Và đáp án thì thầy sẽ cung cấp ở trên link bio luôn các bạn nhá. Đáp án bài đọc sẽ có trên link bio luôn. Mọi người nắm được không? Ok ha. Bài đọc thì nó khá là dài, được chưa? Thì thầy sẽ không có kịp sửa bài đọc ở trong cái việc thầy livestream này các bạn nhá. Lần đầu biết tới thầy học được nhiều ghê. Ok, cảm ơn em nhé. Đây. Ok chưa? Như vậy là chúng ta review lại một chút cái đề này mọi người. 25 câu đầu nó khá là khoai đúng không? Thầy nghĩ là nó khá là khoai. Đối với thậm chí là nhiều bạn mà làm quen rồi mà gặp cái đề này thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn luôn. Thầy nhắc lại luôn mọi người, lượt livestream của thầy ha. Lượt livestream sẽ là thứ 3, thứ 5, thứ 7 ha, vào lúc 22 giờ. Được chưa? Rồi khi các bạn xem live thì các bạn cố gắng là các bạn thả tim giúp thầy nhá. Các bạn thả tim này. Được chưa? Các bạn follow. Và các bạn share ra giúp thầy ha, để những bạn khác cũng học chung với mình luôn. Ok không mọi người ơi? Những bạn khác học chung. Em cũng lần đầu xem mà em vô đề khó quá. Bây giờ khó thì mình bỏ cuộc hả? Cũng không nên vậy nhá. Khó thì không nên bỏ cuộc. Cảm ơn vì thầy đã giải đề ạ. Rồi, cảm ơn Phi Long ha. Rồi, ok mọi người. Rồi, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau khoảng 5 phút nữa. Gần 11 giờ rồi. Rồi, nguyên tắc của thầy là thầy sẽ chỉ live từ 10 giờ tới 11 giờ. Vì sau 11 giờ thì các bạn nên đi ngủ đi. Đặc biệt là các bạn 2K4 thì các bạn nên đi ngủ sớm, các bạn dậy sớm và ôn bài sẽ tốt hơn. Và thầy rất là không có khuyến khích cái việc là ôn bài quá trễ vì nó có hại sức khỏe các bạn lắm. Nha. Ok các bạn ơi. Chưa? Nhớ là vào lên bio lấy đề nhé. Vào bio, lên bio lấy đề nhá các bạn ơi. Vào lên bio lấy đề và lấy bài giải luôn, rồi chưa, lấy thi luôn. Ok các bạn ơi. Đề này nó khó nha. Đúng rồi, nó mức 27. Năm nay thì mọi người sẽ không biết được là đề nó sẽ khó cỡ nào đâu các bạn, được chưa? Năm ngoái thì đề khá là dễ rồi. Năm ngoái đề nó khá là dễ, cho nên là các bạn có vẻ như là các bạn thấy là các bạn đang ỷ y hơi nhiều. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn nào mà có đặt mục tiêu 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng thì các bạn phải quen với cái mức độ đề nó phải như thế này này. Lần đầu xem live của thầy hả? Đề chắc giảm xíu đó, do Covid thì lẹ thôi. Em cứ mong là đề nó giảm do Covid thì khi nào em mới học được đây, đúng không? Khi nào mới học được đây. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ ngồi nói chuyện một xíu nào, đúng không? Rồi. Đâu rồi bây giờ làm sao để thầy đây rồi. Ok. Đã thấy được cái gương mặt đẹp đẽ đây, đúng không? Rồi mọi người rồi bây giờ sẽ là thời gian để mọi người đặt câu hỏi nha. Rồi. bây giờ thời gian mọi người đặt câu hỏi nha. Ủa hóa ra là thầy chưa nhớ đi học bài. Thầy tặng cho thầy Ken cái nón rồi ạ. Đâu, cái nón của thầy nó nằm ở đây này. Hôm qua thầy để cái nón ở ngoài mất tiêu rồi, cho nên là không có đội nón ở đây ha. Rồi. Thầy cắt tóc chưa? Rồi mọi người có thể đặt câu hỏi ha, thì chúng ta sẽ mọi người sẽ có thể đặt câu hỏi ha về các cái tượng cho phần điện văn. Rồi tới giờ giải đáp nha. Rồi thầy ở Sài Gòn nha em. Cái gì vô đây học tiếng Anh mà cực trị gì đấy trời. Chết thiệt, cực trị cái gì mà cực trị trời ơi. Trời ơi.
móp cũng học hỏi móp này lười quá đúng không? Rồi mọi người có thể đặt câu hỏi cho thầy về cái việc học tiếng Anh đầu này kia ha. Cái việc các bạn ôn bài, các bạn ôn tập như thế nào nhá. Idiom. Rồi như bạn hỏi thầy là các bạn hay có gặp khó khăn trong cái việc idiom ha. Thì các bạn lưu ý này, idiom sắp tức là thành ngữ ở trong tiếng Anh á, thì thường á mọi người nhớ thầy này. Đó. Nó chia làm hai loại. Đó. Nếu như hai loại. Thứ nhất á là cái dạng thành ngữ mà theo kiểu là nó liên quan tới động vật màu sắc, tức là nó từ những cái đời sống thông thường và nó bắt đầu mình suy luận ra. Thì cái dạng thành ngữ kiểu đó nó rất là giống thành ngữ ở trong tiếng Việt. Tức là ghi sao bắt đầu mình ngồi mình suy luận một tí ra cái tiếng ra cái tiếng 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 Việt tiếng ứng. À, ví dụ như là mình có cái câu là mất bò mới lo làm chuồng đi, à, mất bò mới lo làm chuồng đúng không? Đó, trong tiếng Việt đi. Đấy, thì các bạn thấy rằng mất bò mới lo làm chuồng, tức là mình bắt đầu mình làm cái gì khi mà nó quá trễ rồi, đúng chưa? Đấy, hoặc là mình có cái câu như là đừng đánh giá cuốn sách qua cái trang bìa, thì câu đó có nghĩa là đừng đánh giá người khác qua bề ngoài, đừng trông mặt bất hình dạng. Thì tiếng Anh nó có những cái câu, có những cái thành ngữ nó tương tự, tương đương vậy. À, thế là cái thứ nhất. Mình suy luận từ cái nghĩa ở trong câu, được chưa? Thì nó sẽ rất là dễ. Rồi cái thứ hai nữa là những thành ngữ mà cố định thì mọi người cố gắng nhớ. Thành ngữ cố định thì nó hơi khó, thì làm sao nhớ 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 xem đi xem lại, được chưa? Xem đi xem lại, xem đi xem lại, xem đi xem lại thì nó mới dễ nhớ được. Được các bạn. Hai cách nha. Nói chung á tiếng Anh mọi người nhớ giúp thầy là tiếng Anh nó cần phải cái độ cày nha. Cái tiếng Anh nó phải có cái độ cày, tức là cái độ mà hả xem đi xem lại nhiều thì các bạn sẽ dễ nhớ lâu hơn. Được chưa? À, em muốn thi IELTS thì em xác được trình độ rồi em ôn tập em mới thi thôi. Được chưa? Nên bắt đầu từ đâu? Bạn nào mất gốc đúng không? Thì các bạn bắt đầu ôn cái thầy từ cái phát âm cơ bản. Được chưa? À, cho tới cái ngữ pháp nhá. Thầy ơi, có bao nhiêu quy tắc nhấn âm? Nhiều quy tắc nhấn âm em ha. Nhiều lắm. Thầy uống nước chưa? Chết cha quên uống nước. Nói chung là có khá nhiều quy tắc nhấn âm ấy. Tuy nhiên thì ở trong 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 để đại học quá thì nó chỉ có một vài quy tắc mà em hay hay học thôi. Em hay học thôi. Ví dụ như là em nhớ là ví dụ trước những cái đuôi như là sần đúng không? Sần thì em nhấn vào âm trước đó chẳng hạn, hoặc là trước ịch chẳng hạn. Một vài cái nguyên tắc nhấn âm rất là cơ bản. À, em thấy học kèm theo ví dụ cũng được á Ngọc ơi. Hello Phương Linh, thầy nhớ em không thầy? Thầy hy vọng là thầy nhớ nhá. Thầy cho em cái mẹo ôn ngữ pháp cấp tốc. Bạn nào muốn ôn ngữ pháp cấp tốc á thì các bạn lên tìm sách của cô Mai Lan Hương các bạn. À, thì các bạn sẽ dễ dàng, bởi vì sách của cô Mai Lan Hương á giải thích ngữ pháp nó cực kỳ là rõ ràng luôn. Rồi cho các bạn. Thì các bạn cứ lên giải thích mua sách của cô Mai Lan Hương ấy. Yeah. Thì từ đó các bạn dễ nhớ lắm, được chưa? Rồi. Cái gì mà trời ơi, ngủ đi Giang ơi kìa, đúng không? Ôi vui quá, hôm nay mà tới giờ này vẫn còn tới năm mươi mấy bạn ngồi xem thầy hả? Các bạn hôm nay siêng quá nhỉ. Thứ bảy tới thì chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại của đề này nhé. Cách để né câu hỏi thi bao nhiêu điểm thầy ơi? À, em bảo là thi điểm, thi được điểm 10 rồi, họ không hỏi đâu, đúng không? Rồi. Thôi chúc mọi người ngủ ngon nhé. Bye thầy mọi người rồi. Bye bye Phú nha. Bye Phú nha. Mọi người nhớ, các bạn nhớ là thầy chỉ giải từ 10 giờ đến 11 giờ thôi. Chưa sau giờ đó thì mình sẽ trò chuyện khoảng 50 phút gì đấy, sau đó thầy cho các bạn đi ngủ. À, các bạn nên ngủ sớm, giờ này mình đi ngủ đi chứ học hành gì nữa. Sau đó các bạn nên dậy sớm nhá, các bạn nên dậy sớm ôn tập thì nó sẽ tốt hơn. Được chưa? Thay vì là mình ráng mình thức từ 11 giờ cho tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, thậm chí thầy thấy có nhiều bạn á 2K4 á, 2 giờ không ngủ, đúng không? Thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà thay vào đó thì các bạn nên là từ 11 giờ tới 1 rưỡi các bạn nên đi ngủ, sau đó các bạn dậy sớm, thì các bạn dậy thậm chí các bạn dậy 4 giờ cũng được, 4 rưỡi. Lý tưởng là nên 4 giờ, 4 rưỡi dậy sớm để ôn những cái môn liên quan tới ôn học bài ha. Thì khi đó các bạn sẽ có nhiều cái hiệu quả ôn bài hơn các bạn ha. À, đấy. Nó sẽ hơi khó.
Thầy đang dạy ở Sài Gòn nha em ơi. Bạn nào mà muốn học thầy ở ngoài thì các bạn vô cái link bio của thầy ấy, các bạn vô thẳng link bio của thầy luôn, được chưa? Rồi sau đó các bạn sẽ inbox trực tiếp thầy luôn. Đấy, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký học nhé. Hôm nay là đầu tiên là thầy live bằng giấy các bạn à, live bằng giấy thì nó cũng hơi khác biệt so với bữa trước mà thầy live bằng iPad à, mặc dù là live iPad thì nó viết dễ hơn nhưng mà thầy thấy là live bằng giấy thì các bạn tương tác cũng tốt đúng không? Ờ à, vui quá, rất là vui à, có nha em ơi à, nếu mà thầy dạy IELTS thì thầy dạy full kỹ năng luôn nhá. Rồi rồi, hello Phước nhé. Rồi hiện tại là 11:07 rồi, cho nên là một phút nữa thầy sẽ tắt luôn livestream này ha. Nếu không bạn nào đặt câu hỏi nữa thầy tắt luôn để cho các bạn nào mà xem live của thầy thì các bạn nhân các bạn đi ngủ, bữa sau mình gặp lại sớm, được chưa? Bye bye, rồi bye sayonara hả? Hôm nay có nhiều bạn mới quá mà có nhiều bạn để cái tên như khác thì phải, không có biết tên cũ. Hgen là Gen hả? Trời, tôi không biết là ai với ai luôn. Rồi, bài buồn hoa nha. À, thầy uống nước rồi nha Hoa ơi. À, có như ông buồn hoa các bạn là thầy uống nước chưa? Thầy uống nước rồi nha. Thôi tôi giờ uống thêm lần nữa để cho em khỏi phải lo lắng ha. Rồi. Ok ha. Ôi vẫn còn nhiều bạn xem quá ha. Thầy nhớ em không thầy chịu. Bây giờ đâu có nhìn cái tên đâu nhớ được. Rồi trước khi mọi người đi thì mọi người sẽ chào nhau một tiếng. Mọi người hãy đi nha. Ví dụ như là bye bye. Mọi người có thể nói là bye bye thầy chẳng hạn đúng không? Chào mọi người mình đi ngủ nhé. Sau đó mọi người sẽ ngủ ngon. À, nhớ có lại bài các bạn ha, nhớ các bạn ôn bài xong, các bạn giải bài xong thì các bạn nên có lại bài đấy, thì các bạn mới nhớ bài lâu được. Tiếng Anh thì nó cần phải cái việc là ôn đi ôn lại, xem đi xem lại nhiều ấy, còn nếu các bạn không xem đi xem lại thì nó khó nhớ lắm nhá, nó cực kỳ nó khó nhớ luôn mọi người ha. Đấy rồi, bye Serena Cedar Woodside đây, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Rồi bye em nhé. À, nhớ thả tim một trước khi đi ha. Em học tiếp nãy giờ. Giờ thầy đi ngủ luôn nha mọi người. Ngủ chứ. Ngủ luôn giờ chứ. Nha. Ừ, thức chi đừng không có thức nhiều nhá. Ừ. Bye bye. Ồ. Rồi bye mọi người nha. Bye 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 bye. Rồi ơi bye 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 nha. Nhớ thả tim trước khi đi nha. Rồi bye Linh nha. Rồi bye bye mốt em để tên tàng hình mắc cười. Rồi bye nha. Bye bye Huy Thông đây. Rồi cảm ơn Huy Thông. Ủa mọi người mà gửi mọi người gửi hoa hồng cho thầy thì thầy thấy là nó sao ta? Thầy không biết là nó sao. À ờ, đang thử một vài cái filter mới ha. Rồi. Hello, bye bye nha. Đúng rồi, thầy đang thử coi là có cái nào mà nó nhìn nó ok á. À.
Rồi, ok ha. Thôi muộn rồi, thôi là chắc là thầy cũng chào tạm biệt các bạn luôn nha. Bạn nào còn đang xem thôi, thầy chào tạm biệt mọi người nha. Bữa sau chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật. Xin lỗi, thứ bảy nha. Mình sẽ gặp lại nhau vào thứ bảy nha. Wishing bottle là gì ta? Không biết lắm. Rồi thôi mọi người nha. Hẹn gặp lại với nhau nha. Bye Linh nha. Bye bye Linh. Rồi bye bye.